Có một người hỏi với tôi rằng là cần bao nhiêu vốn đầu tư chứng khoán, thì câu trả lời đó là bao nhiêu vốn cũng được, vài chục ngàn, vài trăm ngàn cũng thể đầu tư được. Tại vì sao? Tại vì chứng khoán VPS đã vừa ra một tính năng, đó là tính năng Fractional Share. Tính năng này giúp cho cả nhà đầu tư có thể đầu tư được với một cái vốn rất là nhỏ, một cổ phiếu cũng được, vài cổ phiếu cũng được, để chúng ta có thể thoải mái đầu tư, không còn bị gò bó như trước nữa, phải bắt buộc là 100 cổ phiếu như trước nữa, mà thay vào đó bao nhiêu cổ phiếu có thể đầu tư được cả. Đây là tất cả những lợi ích mà chúng ta có thể thấy được ở đây. Và hiện tại tại Việt Nam ta chỉ một mình công ty chứng khoán VPS có thể làm được điều này, và cũng như thế giới chỉ có 1 đến 2 công ty có thể làm được điều này thôi nhé. Và đây là cách đặt lệnh này, mọi người thấy không? Mọi người có thể mua chứng khoán một cách rất đơn giản, mọi người chỉ cần vào đặt lệnh, cũng như là mọi người mua một khối lượng tối thiểu rất là nhỏ. Ví dụ như mọi người có thể mua 12 khối lượng, một khối lượng cũng được, hay là dưới một khối lượng cũng được nhá. Tất cả điều này đều thể xảy ra, và bán cũng vậy, bán cũng rất đơn giản trên này, mọi người thấy không? Bán cũng rất đơn giản, mọi người có thể thực hiện một cách rất đơn giản. Và mọi người có thể thấy đó, mã phiếu HAG này, có ở phía dưới có chữ FS đó, đó là cái lệnh FS, là lệnh bên VPS dành riêng cho cái kiểu này. Đấy, và hiện tại có thể mua được những cái khối lượng rất là nhỏ, thấy không? Khối lượng cực kỳ nhỏ. Đấy, chúng ta có thể thấy được những dấu phẩy rất là nhỏ. Đấy, thì chúng ta có thể giao dịch ở mọi thoải mái, không phải là những khối lượng lớn thế này. Mọi người có thể đặt những khối lượng 5 khối lượng, 1 khối lượng cũng được nhá. Mọi người hãy tải ứng dụng VPS về và trải nghiệm từ ngày 6 tháng 9 nhá, bắt đầu sẽ có cái tính năng này nhá. Nhưng ngày lễ Quốc Khánh chúc mọi người một ngày vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Xin chào mọi người.